Chào mừng quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với cửa hàng âm thanh vàng của E-Way 301. Trước mắt quý vị và các bạn đây, tôi bày ra tất cả các dòng loa chép hiện nay, gần như là tất cả, để cho quý vị và các bạn lựa chọn cho mình những cặp loa chép nó phù hợp nhất tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người. Có người thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, có người thì chỉ nghe nhạc chuyên nghiệp. Đấy. Có người thì lại mua loa chép về để đóng thùng, để thay thế cho cặp loa chép bị cháy hỏng. Hoặc có những người mua loa chép rời về để cấy thêm cho dàn âm thanh của mình, để bổ sung thêm bên ngoài, để cải thiện cái giải cao, vân vân và vân vân. Rất là nhiều cái nhu cầu, mục đích khác nhau. Đại loại là ở đây, tôi có 3 mẫu chép để quý vị và các bạn lựa chọn nha. Tí mình sẽ test thử từng mẫu một để anh em nghe thử và lựa chọn cho mình. Thứ nhất là cái tiếng nó phù hợp. Thứ hai là tôi sẽ tư vấn cho anh em những dòng loa nghe nhạc thì chọn mẫu nào, và những dòng loa karaoke thì nên dùng loa chép nào để nó đỡ bị cháy chép và tiếng chép nó được phù hợp anh em nhé. Ở đây tôi có 3 loại. Thứ nhất, những màu trắng ở trên cùng này, 3 cái hàng trên cùng là những dòng loa chép titan. Tôi phân loại theo cái chất liệu là màng loa anh em nhé. Còn để phân loại loa chép thì có rất nhiều cách và rất là nhiều loại. Còn tùy thuộc vào chất liệu, vật liệu để làm màng loa thì tôi sẽ phân loại ra đây. Ở đây có 3 mẫu. Một là dòng loa chép titan, 3 mẫu này. Thứ hai là dòng loa chép giấy đây, và thứ ba là dòng loa chép đom đũa đấy. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn đóng loa hoặc là muốn tìm những củ loa mid, củ loa chép, củ loa mid này, củ loa bass thì có thể liên hệ với tôi để có sản phẩm tôi tư vấn trực tiếp cho anh em. Để anh em đóng loa hoặc là anh em thay thế cho củ loa cũ bị cháy hỏng và những cặp loa chép thì tôi cũng làm rất là nhiều những cái mẫu vỏ khác nhau để anh em bày biện cho nó đẹp, cho nó sang nhá. Còn quay trở lại với những củ loa chép giờ như này. Nếu như tôi làm đơn giản như này, tạm gọi là những củ loa chép cóc đi, làm cái chân sắt như này này, thì giá thành nó sẽ là rẻ nhất cho anh em, đỡ phải đóng vỏ để tiết kiệm về chi phí. Còn lại là chất lượng âm thanh nó sẽ như nhau, bởi vì loa chép nó không ảnh hưởng với cái thùng vỏ anh em nhé. Rồi ok, đầu tiên thì mình sẽ test hai cái mẫu loa chép titan trước cho anh em. Mẫu loa chép titan thì tôi có rất nhiều, nhưng tôi bày ra ở đây đều là những mẫu loa chép với phân khúc giá là dưới 1 triệu đồng anh em nhé. Hai mẫu loa chép titan này, một là mẫu này P8804, con này model P8804 anh em nhé. Mình đọc model luôn và báo giá luôn cho anh em. P8804 đấy. Con này thì tôi sẽ test bật âm ly lên. Để test những mẫu loa chép này thì tôi chỉ cần một âm ly nhỏ nhỏ này thôi, và test cho anh em nghe được cái chất âm. Tôi sẽ test từng mẫu một và báo giá chi tiết cho anh em. Và những sản phẩm như thế này, nếu như quý vị và các bạn mua để lắp bổ sung cho loa, để lấy cái giải cao, giải chép, lắp bổ sung bên ngoài, thì chúng tôi đã lắp sẵn chân như này, lắp sẵn chân, hàn sẵn tụ, hàn sẵn dây. Nếu như anh em nào mua phân tần như này thì làm sẵn phân tần như này thì tiếng nó sẽ hay hơn và an toàn hơn cho anh em. Làm sẵn chân này, phân tần, hàn sẵn dây, về anh em chỉ việc đấu dây trực tiếp vào âm ly hoặc là vào trực tiếp vào loa chính của anh em nào dùng thôi anh em nhé. Đấy là cái khi mà anh em mua hàng để lắp bên ngoài. Còn nếu như anh em mua loa về để thay thế, tức là chỉ mua củ loa rời không thôi, như thế này, những củ loa rời không đấy, thì chúng tôi sẽ có bán lẻ cho anh em những củ loa rời như này, thì giá nó sẽ rẻ hơn nếu như không có phụ kiện phân tần, không có chân anh em nhá. Ok rồi, mình sẽ test cho quý vị và các bạn nghe mẫu này đầu tiên. Mẫu đầu tiên là mẫu P8804 anh em nhá. P8804 quý vị nghe khoảng 10 giây. Tôi vừa test một bên cho quý vị một chiếc rồi đấy, thì quý vị thấy tiếng chép nó rất là sáng. Với dòng chép P8804 này, chịu đòn rất là khỏe, quý vị vừa có thể lắp cho loa nghe nhạc, vừa có thể lắp cho dòng loa hát karaoke được nhá. Với tiếng chép sáng như này thì rất là ổn. Và nếu như lắp cả phân tần như này, một cặp loa chép Pure P8804 có giá là 750.000 đồng quý vị và các bạn nhá. Con này là trong 3 cái mẫu này thì con này gần như là cao nhất rồi. Gần như 3 mẫu này thì con này giá đứng đầu, 750.000 đồng một cặp. Miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm cho quý vị và các bạn. Tôi nhắc lại là quý vị mua hàng tại E-Way 301 sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm nhé. Lỗi về rè hoặc là méo tiếng chúng tôi sẽ đổi mới cho quý vị và các bạn. Còn nếu như quý vị và các bạn bị cháy thì chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa cho quý vị và các bạn nhé. Đây là quý vị mua hàng tại E-Way 301 thì hoàn toàn yên tâm. Đầu tiên, mẫu loa chép Pure P8804 cả phân tần
cả chân sắt sẽ có giá là 750.000 đồng quý vị và các bạn nhé. Quý vị thấy không? Tôi đang đấu ngược âm dương lại. Đấu ngược âm dương thì không sao, loa sẽ không bị cháy anh em nhé, thì tiếng nó sẽ bí hơn thôi. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn không lấy phân tần, chỉ lấy tụ như này thôi, chỉ lấy tụ như này thôi, giá rẻ hơn hơn 100.000, giá rẻ hơn 130.000 đến 150.000 đấy. Nếu như không lấy phân tần, chỉ lấy tụ như này thôi, thì chỉ có giá cặp P8804 này có giá là 580.000 đồng một cặp anh em nhé. 580.000 đồng, đơn giản như này thôi. Tụ con này thì tôi chưa lắp sẵn rồi. Chuyển sang mẫu thứ hai thì tiếng nó cũng sàn sàn như mẫu P8804 anh em nhé. À, con này là model P8802, model đời thấp hơn của con này một chút. P8802 cũng lắp phân tần và chân như này, thì mời anh em cùng nghe thử chất âm. Đối với mẫu loa chép Pure P8802 cả phân tần như này sẽ có giá là 630.000 đồng. 630.000 đồng và mẫu này hoàn toàn vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Mẫu nào vừa nghe vừa hát được tôi sẽ báo anh em, còn mẫu nào chỉ nghe nhạc thôi thì tôi cũng sẽ báo cho anh em nhá. Mẫu này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke có giá 630.000 đồng. Nếu như anh em chỉ mua loa chép với tụ cảm như này thì chỉ có giá là 480.000 đồng thôi nhá. 480.000 đồng. 480.000 đồng nếu như chỉ mua đơn giản như này, tụ và chép. Cho quý vị và bạn nghe thử nhá. Giữa tụ và phân tần nó không khác nhau nhiều đâu, không khác nhau nhiều, có khác nhau một chút xíu nhưng không nhiều. Anh em cùng nghe thử xem nhá. Đây là lắp qua tụ. 480.000 đồng một cặp loa chép như này, rất đáng là quý vị và các bạn cùng. Rồi, ok, tôi sẽ chuyển sang mẫu khác. Tôi nhắc lại là hai mẫu này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Đấy. Quý vị lưu ý cho là tụ, riêng tụ và phân tần thì hoàn toàn yên tâm, đều là hàng tuyển chọn, riêng tụ tặng thì cũng là tụ này. Chứ chúng tôi không tặng những cặp tụ như này. Những cặp tụ như này, bởi vì tụ nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của loa chép. Tặng cặp như này thì chất lượng đôi khi nó giảm đi, nó ảnh hưởng đến cái củ loa chúng tôi gửi cho quý vị và các bạn. Cái mẫu thứ ba tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, mẫu này cũng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và nếu như nghe nhạc thì đa phần anh em đều thấy củ loa chép này rất là nhiều. Nó dòng loa chép giấy là cái vật liệu tôi rất là thích, bởi vì tiếng nó mềm tiếng và thậm chí là hát karaoke cũng rất là hay. Đấy. Anh em để tiếng chép con này rất là mịn, nó tơi, tức là về xét về cái tần số ấy, thì chép giấy nó không vươn cao được những cái giải siêu cao tần, những dòng cho chép titan. Thế nhưng bù lại nó có độ ấm áp, ướt áp. Đấy. Dòng cho người mà thích cái loại nhạc nhẹ nhàng khoan thai, không thích nhiều bát chép. Đấy. Thì dùng con này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Còn anh em nào thích bát lung linh, thích chép lung linh, rất nhiều anh em có sở thích là bát nó phải lung linh và chép nó phải lung linh, nó phải sáng, thì những dòng chép titan này rất là hợp với anh em. Và tôi bật mí cho anh em, nếu như anh em dùng âm loa cục đẩy công suất lớn ấy, thì lên dùng chép và để hát karaoke thì lên dùng dòng loa chép titan, nó sẽ khỏe đòn hơn cho anh em. Còn nếu như anh em hát karaoke với công suất vừa phải thì dòng chép giấy này sự lựa chọn rất là tốt cho anh em nhé, dòng chép giấy. Và cặp loa chép giấy như này có giá là 680.000 đồng cho quý vị và các bạn. 680.000 đồng cả phân tần nhé, cả phân tần 680.000 đồng. Còn nếu như quý vị và các bạn không lấy phân tần, chỉ lấy tụ và chân thôi, tụ và chân như này này. Đấy, quý vị xem nhé, tụ với cả chân nó âm thanh nó không khác biệt nhau nhiều đâu, thì sẽ có giá là 550.000 đồng quý vị nhé. 550.000 đồng tụ và chân. Quý vị thông thường thì quý vị thường thấy những cặp loa chép giấy trên thị trường nó sẽ khoảng tầm hơn 100.000 hoặc hơn 200.000, thậm chí là hơn 300.000 cũng có. Thế nhưng những dòng loa chép giấy đó thì tôi sẽ ít bán và tôi chỉ phân phối dòng loa chép giấy cao cấp. Nếu như quý vị mua củ rời, loa chép giấy này sẽ có giá là 500.000 một cặp loa chép giấy củ rời, để quý vị và các bạn thay vào những cặp loa bị cháy như là BMB hoặc là những cặp loa của Biolo, quý vị thay vào dòng loa chép giấy này. Đường kính con này là 10 phân.
và con này sẽ là từ kép anh em nhé. Dòng chép giấy này thì quý vị sẽ ít được bắt gặp hơn bởi vì giá nó cao hơn rất là nhiều so với dòng chép giấy thông thường, quý vị thấy, bởi vì tiếng nó sạch sẽ hơn, nó chính xác hơn. Củ dời là 500.000 một cặp, báo ship cho anh em, thế nhỉ anh em mua củ dời. Cái mẫu tiếp theo xin mời quý vị và các bạn chuyển lùi camera ra đây nhé, quý vị chuyển sang mẫu loa chép đom đụa. Loa chép đom đụa mẫu này thì chưa nghe nhạc anh em nhé, chưa nghe nhạc. Đây là mẫu loa chép đom đụa, tôi có hai mẫu loa chép đom đụa cho quý vị và các bạn để test quý vị và các bạn cùng xem. Mẫu này thì quý vị thấy chất liệu của nó đom đụa như này, và đặc biệt con ưu điểm phía sau củ nam châm là bọc một lớp bọc khử từ kín như này, rất là đẹp. Con này model là P03 nhé, P03. Con này có giá là 630.000 đồng cả phân tần, tức là hai con này bằng giá, con P8802 chép titan và con này, hai con này bằng giá nhau. Nhưng mà con này vừa nghe vừa hát, con này chuyên nghe nhạc, con này tiếng của nó sẽ mềm tiếng giống như chép giấy ấy, quý vị cùng nghe thử nhá. Tiếng của này sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan thai, rất nó không cao sáng không cao, nó sẽ chơi tí tách như này. Đấy, còn nếu như anh em mua củ giò như này này, cả chân như này, này giống như con P8802 ấy, thì giá nó chỉ có 480.000 thôi. 480.000 thôi. Đấy. Tiếp theo tôi có một mẫu loa chép nữa. Mẫu này tôi có ít, đây là tôi ít giới thiệu đến anh em. Tôi để ở tận cuối cùng của giới thiệu đến anh em. Đó là mẫu loa chép này. Mẫu loa chép. Dòng này dòng loa chép bãi anh em nhá, dòng loa chép bãi. Họ tên lửa như này. Con này tiếng chép rất là sáng. Con này chuyên nghe nhạc. Không hát karaoke. Lắp cả phân tần như này có giá là 850. Cao hơn tất cả các dòng chép vừa rồi. Giá 850 một cặp. Con này số lượng không có nhiều, nhắc lại anh em dòng loa chép bãi hàng tháo loa. Anh em thấy tiếng chép nó sáng hơn hẳn, à, nó vượt trội hơn hẳn. Con này 850 một cặp, cả phân tần như này anh em nhé. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu với anh em những mẫu loa chép phân khúc giá dưới 1 triệu đồng. Để quý vị và các bạn lựa chọn thì mình nhắc lại một chút nhé. Nếu như quý vị và các bạn vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì chúng ta hãy lựa chọn những dòng loa chép titan hoặc là loa chép giấy như này, sẽ là sự lựa chọn rất là tốt cho quý vị và các bạn. Loa chép titan P8804 cả phân tần giá 750.000 đồng, bao ship cho anh em. Nhắc lại giá bao ship và hàn sẵn dây sẵn cho anh em. Và thứ hai là mẫu loa chép P8802 có giá là 480.000 đồng nếu như không lắp phân tần, chỉ lắp chân như này, và 630.000 là lắp cả phân tần và cả chân. Tiếp theo là mẫu loa chép giấy nữa, ba mẫu loa này. Mẫu loa chép giấy có giá là 680.000 đồng anh em nhé, cả phân tần cả chân. Còn nếu như không lấy phân tần sẽ là 550. Còn nếu như anh em chưa nghe nhạc thì tôi có hai mẫu tư vấn cho anh em. Một là mẫu dòng loa chép đom đụa này có giá là 630 cả phân tần bằng B802. Đây, vừa giới thiệu anh em tôi có hai mẫu loa chép đom đụa nhé. Con này từ kép này, và con này là bản nâng cấp của con này. Con này chênh nhau có 30.000 thôi. Hai con này chênh nhau 30.000, con này đắt hơn một chút. Đấy. Cho anh em nghe thử luôn. Con này tiếng nó sáng hơn một xíu, một chút xíu thôi. Anh em đợi một chút nha, tôi đang loát mạng, nguồn nhạc đang TV đang loát, mạng đang có vấn đề. Thôi nói chung là con này nó nhỉnh hơn con này một chút xíu thôi nhé. Con này thì 480 thì con này 500. Anh em mua thì con này 480 cả phân tần, anh em mua con này thì sẽ là giá 501. Đấy. Tiếp theo còn một cái món nữa tôi giới thiệu với anh em luôn này, tiện và cũng bày cho anh em. Nếu như anh em có những con này, quý vị thì biết con này là con gì rồi đúng không? Những cặp loa toàn giả. Cặp loa toàn giả. Đấy. Thì có cái mẹo là quý vị chế những cặp loa toàn giả thành cặp loa chép quý vị chơi. Là chúng ta lắp những con tụ vào, lắp những con tụ vào đây nhá. Con tụ chúng ta lắp vào cực dương của loa, quý vị lưu ý rằng tất cả loa chép thì chúng ta đều lắp tụ vào cực dương của loa, sau đó đấu nối tiếp với cả dây loa. Tôi tua lại rồi nhá, anh em đợi một chút. Video hơi dài thì anh em có thể tua lại để xem nhá. Không phải sao mạng đang có vấn đề.
Đấy thì mình cũng chia sẻ với anh em thôi. Những cặp loa toàn giải như này, hàng của Mỹ, hàng tháo loa, hàng bãi zin, tôi bảo đã đang bán là 250.000 một cặp, tặng cặp tụ xịn cho anh em, cặp tụ to gần bằng loa anh em thấy. Tôi sẽ tặng cặp tụ này, thông thường thì sẽ lắp tụ 3.3 nhưng 250 một cặp để biến con loa toàn giải thành loa chép. Và có bán rời những mạch phân tần dành riêng cho loa chép như này cho quý vị và các bạn. Tôi còn một cái mẫu loa chép nữa muốn giới thiệu với anh em cơ. Với thời lượng có hạn quá, bởi vì anh sợ anh em sẽ xem lâu. Đó là một dòng loa chép này. Cái này thì mình đang nghiên cứu các mẫu này để lắp vào đây, lắp vào kèn tre cho anh em. Hoặc thậm chí những mẫu loa chép, tất cả những mẫu loa chép này này, anh em đều có thể lắp vào trong kèn này nhá. Để làm gì cho tăng cái độ thẩm mỹ. Đấy, bày rất là đẹp và gấu. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Uway 301 và để cho những người nào đang có nhu cầu tìm những cặp loa chép tốt thì có biết thêm cái địa chỉ uy tín để đặt hàng. Một lần nữa, nếu như quý vị và các bạn quan tâm hoặc yêu thích những dòng loa chép này, vui lòng liên hệ trực tiếp 0908 722 688. Giao hàng toàn quốc, quý vị nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.